Xin chào mọi người. Hôm nay tiếp tục trong cái chuyên mục về làm web dạng thì mình xin hướng dẫn cho các bạn cách thêm cái hình ảnh, thêm cái video, thêm cái đường link vào trong cái bài viết trên cái website của mình. Ở đây thì ví dụ như một cái bài như thế này, chúng ta sẽ đưa thêm những cái đường dẫn, đường link vào. Mình sẽ ra một cái bài khác. Nó đúng cái trường hợp mà mình muốn minh họa cho các bạn xem. Đây là một bài mình viết về bảo vệ thẻ tín dụng khi mua sắm trực tuyến. Thì trong này thì mình sẽ add cái đường một cái video vào. Thì đây là một cái bài tham khảo trên cái nguồn của CNET. Thì các bạn thấy là mình sẽ đưa luôn cái video trên cái trang CNET vào đây. Và chúng ta có thể đưa thêm những cái hình ảnh, những cái video do chính mình quay vào đây. Như vậy thì để làm cách nào? Thì đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem cái video mà mình đã add vào thì nó sẽ như thế nào. Đó. Thì đây chính là cái video trên cái nguồn của CNET và mình đã đưa nó vào đây để làm minh họa cho cái bài của mình. Và bên cạnh đó thì mình cũng đưa một cái bài của mình vào, cái hướng dẫn của mình vào đây. Thì mình làm cách đó như thế nào? Thì trở lại trên cái trang chủ của mình. Ở đây thì mình sẽ minh họa cho các bạn. Đây là một cái bài về mua hàng trực tuyến an toàn. Và dĩ nhiên cái nguồn của nó mình sẽ lấy bên CNET luôn. Đây, nguồn CNET và mình sẽ trích dẫn cái nguồn vào trong cái bài trên cái trang web của mình. Thì mình ví dụ, bây giờ mình ví dụ cho các bạn ha. Bây giờ mình sẽ ví dụ là chúng ta sẽ đưa một cái video bất kỳ vào. Ở đây thì mình đã có một cái bài viết sẵn rồi. Và khi mà các bạn muốn đưa cái video vào ở chỗ nào thì mình sẽ chọn cái điểm đó. Ví dụ bây giờ mình sẽ đưa video bên dưới cái mẹo chung này đi. Mình sẽ đánh enter xuống đây nhé. Rồi, mình sẽ đưa cái video vào đây. Thì đầu tiên thì chúng ta phải xác định được cái nguồn video nó nằm ở đâu. Ví dụ như là mình sẽ thấy có xếp hoàn toàn online. Thì cái này mình đưa vô rồi nè. Mình coi mình còn video nào. Đây đi. Ví dụ mình muốn đưa cái video này vào. Đây nè, đây chính là cái video này. Đây, khi bạn ấn vào thì nó trên cái trang CNET thì nó sẽ có một cái video này. Đây, ở đây. Thì trên cái trang này thì khi mà các bạn vô bất cứ một video nào mà nó cho mình ở cái việc chia sẻ thì các bạn phải ấn vào đây. Nó có hình mũi tên đây. Chúng ta phải ấn vào đây. Ấn vào đây thì nó có hai dạng. Một là chúng ta sẽ copy cái đường dẫn để xem video này. Chúng ta thấy là mình có thể copy đường dẫn hoặc là mình nhúng luôn cái video đó vào cái trang của mình. Thì ở đây thì mình sẽ chọn là nhúng cái trang. Nhúng cái trang. Thì mình sẽ copy ở đây. Ấn copy. Rồi chúng ta sẽ qua bên cái trang của mình. Thì ở cái chỗ bài viết thì nó sẽ có cái mục là Add Media. Thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Mình quên. Ở cái bài viết của mình thì nó sẽ có cái mục là đây. Các bạn để chuột tại cái nơi mình muốn add. Và sau đó thì các bạn qua cái chỗ là Test. Qua cái mục Test ở đây. Sau đó thì mình sẽ để nó lại ha. Rồi các bạn qua cái mục test thì ở đây các bạn nhớ là chúng ta xuống dòng ha, cắt cái dòng test này ra. Nếu các bạn để gần đây thì nó sẽ hiểu là cái dạng chữ cho nên nó sẽ không add được. Các bạn sẽ cắt nó ra ha, cắt ra và để đây. Sau đó chúng ta qua dạng test và các bạn thấy là trên này nè, đây nó có những cái chữ này nè, thì các bạn để con chuột phía trước và chúng ta sẽ dán cái nhúng mà chúng ta đã copy bên kia. Sau đó chúng ta qua lại bên chỗ visual như thế này thì chúng ta thấy là nó đã được nó đã đưa cái video vào cho chúng ta rồi. Đấy, chúng ta có thể nhấp vào đây để mà xem trước. Các bạn thấy ha, là cái việc mà đưa video qua nó rất là dễ. Thì ở đây là video người ta mặc định cái khung rồi. Ở đây mình không có chỉnh cái khung này nữa. Đấy, thì đây là chính là cái cách mà chúng ta đưa cái video vào.
Còn đưa hình như thế nào? Đưa hình thì nó cũng giống như vậy đó các bạn. Ví dụ mình sẽ ví dụ như ở đây chẳng hạn, mình muốn đưa hình vào ở đây thì các bạn cũng nếu mà đưa hình thì chúng ta vào cái mục là Add Media, vào mục này ha. Vào mục này, sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái hình. Thì cái hình nếu mà có trong cái thư viện của chúng ta rồi thì chúng ta có thể để nguyên, chọn ở đây. Còn nếu mà chưa có thì chúng ta sẽ vào đây Upload, và sau đó chúng ta chọn Select File và đưa nó tới cái file mà mình muốn up nó lên, mở nó lên ha. Ví dụ mình sẽ chọn, ví dụ cho các bạn xem một cái hình nào đó đi. Mình sẽ vào cái chuyên mục của mình ha, video YouTube nè, hình nè, vào cái mục chuyên mục về web. Đây mình sẽ up một cái hình nào bất kỳ lên đi, hình này, những cái hình này thì mình up lên hết rồi. Mình cứ up lại, mình sẽ làm ví dụ đi ha. Rồi mình sẽ chọn một thẻ visa như thế này, chúng ta chọn open, và chúng ta sau khi nó load lên rồi thì chúng ta sẽ chọn là insert into post này, chúng ta sẽ chọn này. Đây, đây là hình này mình post lên rồi nè. Đó các bạn chỉ chọn đây là nó đã post lên. Đây các bạn thấy ha. Đấy, nó sẽ post vào cái vị trí mà chúng ta đặt. Đây. Thì mình vừa hướng dẫn các bạn là cách đưa video vào, một cách đưa hình vào. Còn một cái mục cuối nữa là mục trích nguồn này thì mình sẽ đưa như thế nào. Ở đây thì mình sẽ xóa đi và mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Rồi, khi mà các bạn muốn đưa cái nguồn, ví dụ tên một cái trang web, tên một cái địa chỉ mà mình tham khảo ở đây, và mình muốn người xem có thể click vào đó để mà dẫn đến cái trang web của người ta luôn, thì ở đây thì trên cái thanh soạn thảo này nó sẽ có một cái mục, đó là mục Insert và Edit Link, thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Thì các bạn sẽ dán cái đường dẫn vào đây. Mình ví dụ mình sẽ qua bên cái trang này, qua trang này, đây là cái trang cnet.com, thì mình sẽ copy cái đường dẫn này, sau đó các bạn dán vào đây cho mình. Thì các bạn lưu ý là nếu các bạn dán như thế này thì nó sẽ hiện nguyên một cái dòng y như là cái bạn mà dán ở đây, thì nó sẽ dài và nó sẽ xấu, và nó làm cho cái bài viết nó không được đẹp. Do đó mà chúng ta sẽ vào đây, vào cái mục là link option này. Trong mục link option này thì nó có cái mục là link tag, thì ở đây chính là cái tên rút gọn cho cái đường dẫn ở trên. Ví dụ như là trang này trang CNET thì mình sẽ đặt cái tên là CNET. Đấy, mình chỉ muốn cho nó hiện cái dòng CNET này thôi. Và khi người xem họ muốn vào cái trang web CNET này thì người ta chỉ cần nhấn vào đây. Và các bạn sẽ chọn Open Link in the New Tab, nghĩa là khi người ta nhấn vào thì nó sẽ hiện ra trên một cái tab mới, để cho nó dễ, nó tránh cái việc mà nó đè cái bài của mình đi. Thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi các bạn chọn Update. Rồi bây giờ mình sẽ public cái bài này để cho các bạn xem cái sự thay đổi ha. Bài này là bài cách mua hàng trực tuyến an toàn. Đây thì mình sẽ Update. Rồi sau khi update xong rồi thì chúng ta sẽ qua bên cái giao diện web của mình và chúng ta sẽ vào lại cái bài đó thử xem cái hiển thị như thế nào. Thì nó nằm trong cái mục là tin tức công nghệ, mình sẽ vào đây. Đây chính là cái bài mà mình vừa sửa ha, mình sẽ vào cái phần xem chi tiết. Rồi các bạn xem, đây chính là cái video mà mình đã đưa vào, và đây chính là cái hình của mình đã đưa vào ha. Và ở đây là cái nguồn, đây mình chích cái nguồn là của CNET, thì khi mà các bạn nhấp vào đây thì nó sẽ link đến cái trang CNET cho chúng ta. Đấy. Đấy, thì đây là chính là ba cái cách mà chúng ta có thể đưa đường link nè, đưa cái hình nè, và đưa cái video của những cái trang web mà chúng ta tham khảo vào trong cái bài viết của chúng ta. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách insert những cái thành phần cần thiết cho một cái bài viết của mình, và mình xin dừng cái bài này ở đây. Và nếu các bạn thích cái video này, vui lòng để lại cho mình một like, một comment để ủng hộ tinh thần của mình nhé. Và các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh để mà xem được những cái video hướng dẫn mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.